Cô này đông quá các bác ạ, chào kín người luôn này. Dạ vâng ạ, em Vinh chào toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của em Vinh. Thì hôm nay em đang có mặt tại trung tâm xã Câu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Ở đây thì vào ngày 26, 27 tháng 3 âm lịch thì sẽ có một cái phiên chợ, đó là chợ tình Khâu Vai. Nói chung là một năm chỉ họp một lần và một năm chỉ có một lần đông như này thôi các bác ạ. Thì cái chợ phiên này nó cũng gắn liền với một cái câu chuyện rất là ly kỳ, đó là câu chuyện tình yêu của nàng Út và chàng Ba. Thì bây giờ mời tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn theo chân em Vinh đi khám phá cái chợ tình Khâu Vai này. Và song song đó thì em Vinh sẽ giới thiệu luôn với các bác về cái câu chuyện tình yêu giữa nàng Út và chàng Ba, và vì sao lại có cái phiên chợ tình này nhé các bác nhé, và vì sao nó lại họp vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm nhá. Rồi mời tất cả các bác ạ. Đường đi vào chợ phiên này các bác này. Ở bên trên kia có một cái sân nữa. Cái sân trên kia thì có ủy ban ở trên đấy, thì cũng tập trung rất là đông du khách cũng như là bà con trong khu vực. Nói chung là ở cái chợ tình này thì các bạn trẻ thì đông hơn so với lại bà con người lớn các bác ạ. Còn cái khu này thì là cái khu chợ phiên Khâu Vai. Chợ phiên Khâu Vai thì sẽ được họp vào ngày mùng 2 này, ngày mùng 7 này, ngày 12, 17, 22, 27 hàng tháng. Nói chung là cách nhau 5 ngày một phiên. Thì Khâu Vai ấy, thì còn cách trung tâm thị trấn Mèo Vạc khoảng 21 cây số các bác ạ. Đó. Hôm nay là một cái buổi chợ phiên rất là đông. Thì bây giờ chúng ta sẽ kể chuyện về cái câu chuyện giữa nàng Út và chàng Ba nhé các bác nhé. Thì chuyện kể rằng ngày xưa tại Khâu Vai này có một chàng trai tên là Ba và là người dân tộc Nùng, còn một cô gái tên là Út và là người dân tộc Giấy. Hai người họ yêu nhau và quyết tâm đến với nhau. Tuy nhiên là hai bên gia đình thì lại phản đối, bởi vì là họ không cùng dân tộc, không cùng văn hóa nên là họ không đến được với nhau. Thì hai người đó cũng đã tự gọi là bỏ nhà ra đi, kiểu như là ra sống chung với nhau ở trên một cái quả núi đá. Thì là hai bên gia đình, đầu tiên là gia đình nhà gái thì có mang súng này, mang dao ra nhà trai để đòi lại nàng Út. Tuy nhiên là bên nhà trai cũng vậy, cũng đáp lại bằng súng và dao, và hai bên gia đình đã xảy ra xô xát. Và hai người họ ở trên núi nhìn xuống dưới thì thấy cảnh tượng hai bên gia đình đang đánh nhau máu me, nói chung là cảnh tượng rất là bi thương. Thì là hai người họ đã quyết định là rời bỏ nhau, và họ đã hẹn với nhau rằng vào ngày 27 tháng 3 âm lịch thì sẽ quay trở lại cái khu Khâu Vai này để gặp nhau và kể chuyện với nhau về cuộc sống trong hôn nhân mà họ không thể đến với nhau được ấy. Và nói chung là theo các cái tài liệu mà em Vinh đã tìm hiểu được thì sau đó hai người họ cũng chết vào đúng cái ngày 27 tháng 3 âm lịch này thôi. Và
để tưởng nhớ tới hai người họ, thì người dân ở trong khu vực này đã lập cho họ hai cái miếu, đó là miếu ông và miếu bà, để tưởng nhớ cho cái chuyện tình của nàng Út và chàng Ba. Và theo đó thì ngày 27 tháng 3 âm lịch cũng đã được trở thành một cái ngày truyền thống dành cho các cặp đôi mà không thể đến với nhau ấy. Thì là ngày hôm nay họ sẽ đến đây để được gặp lại người cũ của mình. Có nhiều cái trường hợp ấy, thì là cả hai vợ chồng chở nhau tới chợ Tình Khâu Vai, tuy nhiên là vợ lại đi một nơi và chồng đi một nơi, họ đi gặp tình cũ của mình, nhưng mà họ không ghen đâu các bác ạ, tại vì là đây nó là một cái phong tục, một cái kiểu như là một cái phong tục tập quán mà họ tôn trọng nó các bác, và họ cũng tin tưởng nhau thôi. Đó thì em Vinh cũng đã giới thiệu với các bác về cái câu chuyện tình yêu giữa nàng Út và chàng Ba, một cái câu chuyện cũng rất là đau thương. Và hiện tại thì chợ phiên đang rất là đông các bác này, đường đi lên sân chợ. Ở khu này thì chủ yếu là người ta bán quần áo này, quần áo người Hơ Mông và các cái mặt hàng đồ ăn, như là đồ ăn vặt này, rồi là nước ngọt, nước lọc hay nước mía các thứ. Và nhờ có cái chợ Tình Khâu Vai này thì nhiều cặp đôi ấy, người ta đến chợ phiên và người ta cũng đã tìm thấy một nửa của nhau và cũng đã nên duyên chồng vợ đấy các bác. Nói chung đây là một cái phiên chợ rất là đặc biệt và có cách đây khoảng 100 năm rồi. Thì cũng là cái phiên chợ đầu tiên em Vinh đặt chân đến trên cái khu vực cao nguyên đá Đồng Văn này. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng ở lại và quay thêm một số cái chợ phiên nữa, hấp dẫn hơn nữa để gửi tới các bác khán giả. Thì các bác theo dõi kênh YouTube của em để cập nhật thêm nhé. Chúng ta sắp đến cái khu sân chợ rồi. Một năm thì chợ này mới được đông như này một lần thôi. Ở đây thì có mấy chị em chắc là người Giao đang bán bánh này, bán xôi này các bác này. Cái này là xôi đúng không? Vâng, cái này xôi. Xôi mà chị gói giống cái bánh này. Vâng. Đây là xôi màu hay là xôi, xôi trắng đấy? Chị là người dân tộc Giao à? Vâng, dân tộc Giao. Ở trên này có người Giao này, người Giấy này và người Nùng các bác nhé. Đó. Chị này thì bán chè này. Đấy. Còn chị này thì bán nước. Bên này thì có cái chị người Mông này là bán rau này. Đây có một loại rau thì giống giống như kiểu là rau của Lam ấy. Đấy. Rau này thì mấy cái chị trên kia bảo là rau đắng. Đây có cải mèo này các bác này. Đó, chúng ta sẽ tiếp tục lên trên này. Ở đây thì có bán mũ, bán nón này, rồi là thú bông các thứ. Ngày xưa thì chợ này nó không có những cái này đâu. Bây giờ thì do cái sự đô thị hóa thì chợ nó càng ngày càng đa dạng các cái mặt hàng. Nó cũng là cơ hội để cho bà con cũng như là tiểu thương người ta đến đây người ta kinh doanh, người ta buôn bán đấy các bác. Ở trên này thì có nhiều quán ăn, cũng là quán ăn vặt họ mở hai bên đường rất là nhiều.
Bây giờ chúng ta sẽ đi lên phía bên trên này nhá các bác nhá. Bên này thì có một cái lô cốt này, đó, được xây dựng từ thời Pháp rồi. Và wow, rất là đông luôn, khó để di chuyển lắm các bác ạ. Chợ này thì nó bắt đầu đông từ lúc 10 giờ sáng nhá các bác nhá. Bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 26 tháng 3 âm lịch là bắt đầu đông cho tới hết tối nay. Bởi vì là chợ này người ta gọi là chợ nửa đêm ấy, thì các cặp đôi người ta sẽ chơi ở chợ này cho tới hết đêm nay luôn đấy các bác ạ. Hiện tại thì thời tiết khá là nóng các bác. Cầm máy quay để đi quay một lúc mà đổ hết mồ hôi rồi. Và trên này cũng đông lắm, trên này có một số cái hoạt động văn nghệ đó, hát hò ở trên này. Đứng ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cái chỗ mà vừa nãy em Vinh vừa mới từ đấy lên là dưới kia kìa các bác kìa, bạt bạt tre kìa đó. Bên trên này là cái sân, ở trên này có cái nhà sàn nữa, nhà sàn để phục vụ cho khách du lịch, khách thập phương tới thăm chợ. Đẹp bên nào đây chị ơi? Hai bên đường thì bán rất là nhiều các cái mặt hàng lưu niệm và nón. Rất là nhiều các loại trang sức này các bác này, đây là đồ mỹ quý thôi nhưng mà bán rất là nhiều các bác đó. Vàng thật thì người ta không dám mang ra chợ bán như này đâu. Trời nắng quá các bác ạ, mọi người cũng đang đi về bớt rồi, bây giờ em Vinh cũng đi về để kiếm cái gì đấy ăn thôi các bác ạ. Ở đây thì cũng có nhiều quán ăn, tuy nhiên là đông khách quá, không tìm được chỗ ăn đâu các bác ạ. Cái video hôm nay thì em quay qua về cái chợ Tịnh Khâu Vai, một cái chợ đầu tiên mà em Vinh ghé qua tại Hà Giang. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo của em Vinh nhá. Bye bye các bác ạ.